2022, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Và sau đó, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ở nội dung thứ nhất, về nội dung thảo luận tại hội trường. Trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận được 23 nội dung đăng ký tham gia thảo luận tại hội trường của các ban, các tổ và các đại biểu. Qua xem xét, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định đưa 15 nội dung đăng ký của đại biểu, các ngành vào phiên thảo luận toàn thể tại hội trường. Trước khi các đại biểu thảo luận,